Gần đây có một số những vị tăng, có những vị là tiến sĩ Phật học, được ăn được học đàng hoàng, được sinh ra và có nghĩa là được gì, được xuất gia đó, được sinh ra trong nhà Phật có được xuất gia, được thầy tổ cạo tóc thọ giới cho đi ăn học ở nước ngoài. Thế bây giờ về học được chút bằng cấp, có chút kiến thức rồi, bắt đầu là quay lại nói rằng Phật giáo Bắc Tông của chúng ta này là Phật giáo của gì? Là Phật giáo do các tổ sư bịa ra. Kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ vân vân đều là do gì? Do các tổ sư Ấn Độ và Trung Quốc là gì bịa ra. Chỉ còn Đức Phật không có thuyết cái kinh đó. Và kêu gọi mọi người là tẩy chay những bộ kinh đó. Kêu gọi Phật tử giảng ở trên mạng á, các quý vị cứ vào xem ở trên mạng, các vị sẽ biết. Thôi cái việc này tế nhị, tôi không nói tên các vị đó. Bởi vì trong kinh Đức Phật nói là mình không nên đưa tên người ta ra để chỉ trích. Nhưng đây cũng nói để chúng ta biết rằng gặp được Phật Pháp, gặp được chính Pháp mà có được niềm tin không phải là dễ đâu. Đi tu xuất gia bao nhiêu năm lên đến ngôi thượng vị thượng tọa rồi, bằng cấp là tiến sĩ Phật học rồi, mà còn có những cái sự mà nhìn nhận nó thiên lệch như vậy, không hiểu được cái bản ý của Phật, của Tổ, không hiểu được là cái mục đích độ sinh là cao cả hơn hết. Mục đích thành Phật của Đức Phật xuất hiện ở thế gian để làm gì? Để khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Chúng ta hiểu được như thế thì chúng ta sẽ đả thông được tất cả các luồng tư tưởng. Cho nên á, người tu chúng ta nhớ thế gian vô thường để làm gì? Để mà chuyên tu cầu đạo, để mà đừng bám chấp vào đây là gì, tấm thân của ta, đây là vợ của ta, đây là chồng của ta, đây là con của ta, đây là cháu của ta, đây là nhà của ta. Thậm chí người xuất gia như chúng tôi á, cũng không được bám chấp đây là đệ tử của ta, đây là ngôi chùa của ta. Nếu như bám chấp vào đây là đệ tử của ta, đây là ngôi chùa của ta, ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi chấp vào cái chùa Khai Nguyên này là gì? Do tôi xây dựng lên. Tất cả đạo tràng này do tôi gì? Tôi khuyến hóa mà gì mà thành. Và tôi bám chấp vào đó, tôi hưởng thụ. Hoặc nếu không hưởng thụ nhưng tôi bám chấp vào đó, đi đâu cũng khoe rằng tôi làm được như thế, ai làm được bằng tôi? Tôi xây dựng được mấy ngôi chùa to nổi tiếng vân vân chẳng hạn. Tôi có hàng ngàn Phật tử này nọ chẳng hạn. Và tôi có hàng gì? Hàng trăm đệ tử, gần trăm đệ tử xuất gia chẳng hạn. Tôi cứ đi khoe và tôi chấp hết với khoe với người này người nọ như thế. Và bất chợt một lúc nào đó cần tử nghiệp nó đến, Diêm Vương cho gì Ngưu Đầu Ngục Tốt đến để lôi đi, và đến khi đó thì vô phương cứu chữa. Đó gọi là gì? Gọi là chấp. Do không hiểu được Pháp, không hiểu được thế gian là vô thường, không hiểu được là gì, quốc độ nguy thúy. Thế nào là quốc độ nguy thúy? Quốc độ tức là chỉ cho cõi nước. Chúng ta đừng có nghĩ rằng hôm nay chúng ta đang được sống trong thời bình là nó bình mãi mãi. Không có một đất nước, một quốc gia nào được hòa bình mãi mãi ở thế giới Sa Bà này cả. Vì sao? Vì thế giới này thánh phàm đồng cư, thiện có, ác có, chung sống với nhau. Vì vậy á, tùy vào cái phúc báo của chúng sinh, cộng nghiệp của chúng sinh ở cõi Sa Bà này, cõi Nam Thiệt Bộ Châu này, mà khu vực thì gì? Khu vực này bình an thì khu vực kia lại gì? Lại chiến tranh. Khu vực này ấm no hạnh phúc thì cái khu vực kia, cõi nước kia lại thiên tai bão lụt. Vì sao? Vì cộng nghiệp của chúng sinh ở thế giới này làm do gì? Chiêu cảm do nghiệp ác mà tạo thành vậy. Ngài Ấn Quang Đại Sư trong văn sao ngài giảng là gì? Vì sao mà có gì? Có phong tai. Vì sao mà có gì? Thủy tai. Vì sao mà có gì? Hỏa tai. Vì sao mà có những tật dịch, chiến tranh? Chính vì gì? Lòng tham, sân và si. Ba cái nghiệp căn bản con người của chúng ta kết nên vậy. Nó được khởi ra gì? Bằng sát sinh, bằng nghiệp sát ở thế gian này mà sinh ra những oán khí, những chướng khí, những thiên tai địch họa vậy đó. Cho nên cái này chúng ta phải hiểu rõ. Không có một quốc gia nào, một quốc độ nào ở thế giới Sa Bà này, một đất nước nào ở thế giới Sa Bà này của chúng ta là được gì?
bình an trường cửu mãi mãi cả. Chúng ta cứ xét lại ngay như đất nước Việt Nam chúng ta, 2000 năm lịch sử gần trở lại đây, về trước thì không nói, có bao nhiêu cuộc chiến tranh, bao nhiêu cuộc chiến tranh mà nhân dân, cả dân tộc chúng ta phải gồng mình lên để chống giặc ngoại xâm. Đặc biệt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ gần đây, đúng không? Và đất nước chúng ta cũng chỉ mới hoàn toàn giải phóng ngày 30 tháng 4 năm 1975 thôi. Nhưng mà cho đến nay, tuy đất nước giải phóng rồi nhưng chúng ta cũng còn gặp vô vàn những khó khăn. Đảng, nhà nước và cả dân tộc chúng ta đều phải gồng mình lên để mà xây dựng đất nước, để mà bảo vệ tổ quốc, chăm chỉ làm ăn để khiến cho dân giàu nước mạnh. Nhưng mà chúng ta thấy bây giờ là cái lúc mà thịnh vượng nhất của đất nước chúng ta sau năm giải phóng, thì chúng ta thấy xét ở trong quái nước của chúng ta bây giờ là tốt rồi. Nhưng mà nó có được mãi như thế này không? Khẳng định với các quý vị là không có một quốc độ nào được mãi như thế, kể cả Mỹ, kể cả Nhật Bản, kể cả Trung Quốc, kể cả tất cả các quốc gia trên quốc độ này, không có một quốc gia nào là thịnh vượng mãi mãi cả. Cho nên đấy gọi là quốc độ nguy thúy. Đất nước của chúng ta đang thái bình thịnh trị ngày hôm nay thì chúng ta cùng phải lo để chung tay bảo vệ nó, xây dựng nó cho nó tốt đẹp hơn, để cho con cháu chúng ta sau này được hưởng nữa, càng lâu dài thì càng tốt. Nhưng chúng ta phải, người Phật tử tu hành chúng ta phải luôn luôn nhớ nghĩ rằng á, cõi nước của chúng ta không được an ổn như cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, không được vui vẻ thọ mạng như ở trên các cõi trời. Cho nên ở trong một bài khai thị thì tôi dẫn cái lời Phật dạy trong kinh Nikaya, dạy về phương pháp lục niệm. Lục niệm tức là sáu niệm, nhớ tới sáu pháp phải niệm. Thứ nhất là gì? Niệm Phật, tức là chúng ta niệm Phật đó. Niệm Pháp tức là phải học kinh đó, học luật, học luận đó. Niệm Tăng, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Tăng tức là gì? Tăng là chỉ cho sự hòa hợp. Tăng ở đây, ở trong chữ Phạm gọi là Tăng Già, phiên âm bằng dịch thì gọi là Sangha, phiên âm tiếng Hoa, tiếng Trung là Tăng Già, dịch sang tiếng Việt Nam của chúng ta có nghĩa là hòa hợp chúng. Đây là chỉ cho sự gì? Thanh tịnh hòa hợp của bốn vị tu sĩ xuất gia hoặc tại gia. Bốn vị Phật tử tại gia của chúng ta mà sống với nhau cùng ý chí, cùng mục đích tu tập và sống với nhau hòa hợp, đó cũng gọi là gì? Gọi là thể thanh tịnh của Tăng Già. Thể thanh tịnh của gì? Của tăng đoàn của trong Phật giáo. Cái nghĩa tăng không phải là chỉ cho những vị sư tăng xuất gia như chúng tôi, hay là những vị sư ni xuất gia mới gọi là tăng đâu. Chứ tăng ở trong Phật giáo là nói đầy đủ, gọi là Tăng Già, dịch là hòa hợp chúng. Bốn người cùng chung một mục đích, các vị nhớ cho tôi, bốn người cùng chung một ý chí hướng, một mục đích để tu hành theo giáo lý của Đức Phật, đó gọi là tăng. Đó, quy tăng tức là quy sự thanh tịnh hòa hợp của thể thanh tịnh hòa hợp của đệ tử Phật vậy. Đó, đấy là để nói về lý. Còn nói về sự thì chúng ta phải gì? Hướng vào những vị xuất gia tăng ni để mà gì? Mà nương tựa, mà tu tập. Đó, sự lý phải viên dung như thế thì mới đầy đủ cái ý nghĩa là quy y. Cho nên nhớ quốc độ nguy thúy, nó có một cái lợi ích cho chúng ta là gì? Là đừng có bám chấp vào nó. Chúng ta làm hết trách nhiệm của mình với dân tộc, với đất nước, nhưng đừng có quá bám chấp vào nó để mà phỉ báng. Chúng ta thấy có những trường hợp lòng yêu nước của họ nồng nàn, nhưng mà họ chỉ có nghiên cứu về một gì? Về một cái luồng kiến thức thôi. Cho nên họ phản bác lại tất cả những cái luồng kiến thức khác đem xây dựng đất nước cho tốt đẹp hơn. Ví dụ như ngày xưa, đây tôi nói ngày xưa thôi, bây giờ thì khác rồi. Ngày xưa chúng ta biết là trong cái tư tưởng của Marx Engels có một cái câu mà ngày xưa mà các đảng viên, các cụ ngày xưa, nếu là đảng viên ở đây nghỉ hưu rồi, có các cụ ngày xưa ở đây chắc chắn có những cán bộ lão thành cách mạng bây giờ đang ngồi đây. Ngày xưa các vị ai mà được đi học
các trường cao cấp chính trị của nhà nước á, thì cứ tư tưởng mang ghen ngày xưa là gì? Họ định nghĩa về tôn giáo là gì? Tôn giáo là một liều thuốc phiện của nhân dân. Có đúng không? Chuẩn chỉ có cái câu đó. Vì cái câu này là chính ngày xưa chúng tôi học ở quan sứ, là một vị giáo sư, một trường đại học nổi tiếng nói lại với chúng tôi. Mà vị này á, dạy cả Học viện Chính trị Quốc gia. Vị giáo sư này dạy ở cả Học viện Chính trị Quốc gia. Vị này nói với chúng tôi đây là ngày xưa là họ định nghĩa tôn giáo là như thế. Cho nên á, cái quan điểm của chúng ta trước năm 1975 và sau năm trước năm 1981, cái tư tưởng của những người làm cách mạng nghĩ về các tôn giáo nó cũng có những phần sai lệch. Và chỉ sau năm 1981, sau khi mà nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lên làm Tổng Bí thư, khi đó có cái chính sách nghiên cứu sâu sắc về tôn giáo và có những cái chính sách sát thực về các tôn giáo, nói chung không phải riêng Phật giáo, các tôn giáo ở trên đất nước Việt Nam chúng ta, để cùng nhau chung tay xây dựng đất nước, chứ không phải là trách nhiệm xây dựng đất nước là mình đảng cộng sản xây dựng, mà các tầng lớp nhân dân, thậm chí là gì, các đồng bào dân tộc và các đồng bào gì có tín ngưỡng các tôn giáo đều phải có trách nhiệm để xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta sau giải phóng 1975. Và chính sách tôn giáo ngày đó bắt đầu cởi mở. Và khi đó cho đến ngày nay, càng ngày chúng ta thấy chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước, không chỉ riêng Phật giáo mà tất cả các tôn giáo, 5-6 tôn giáo chính thống được sinh hoạt ở Việt Nam chúng ta đều được Đảng Nhà nước quan tâm là bình đẳng như nhau trước pháp luật nhà nước. Anh cứ sống đúng với giáo lý giáo luật của tôn giáo của anh, và anh chấp hành nghiêm chỉnh những gì, những quy định của Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn, là anh hoạt động thoải mái, không làm trái với hướng dẫn của về công tác tôn giáo, về nghị định tôn giáo của Chính phủ là được. Đó, cho nên chúng ta thấy tuy rằng á, được Đảng Nhà nước quan tâm như vậy, nhưng mà chúng ta thấy rằng cuộc sống này tươi đẹp rồi, so với năm 1945, so với trước năm 1975 là tươi đẹp khá nhiều, và thậm chí so với năm 1980 về trước thôi cũng khá nhiều rồi. Cơm no áo ấm, chúng ta chỉ có phấn đấu tu tập làm cho tốt, làm tròn trách nhiệm của mình. Và bây giờ chúng ta thấy rằng quốc độ của chúng ta đang ở trong thời bình, chúng ta mới được tu tập như thế này. Ơn Đảng, ơn Nhà nước thì trong đó có phần của chúng ta cũng xây dựng nên, cha ông chúng ta cũng xây dựng nên. Nhưng mà chúng ta phải nhớ nghĩ rằng nó không được bền lâu mãi. Cho dù quốc độ có được vài, đất nước chúng ta có được hòa bình vài trăm, thậm chí vài nghìn năm nữa, nhưng thân thể chúng ta có tồn tại vài trăm, vài nghìn năm để hưởng không? Không có. Cho nên nhớ quốc độ nguy thúy để mà tu. Có tuổi rồi, phần lớn các Phật tử ở đây chúng ta cũng đều có tuổi rồi. Lớp trẻ thì đến để cầu công danh sự nghiệp, cầu tình duyên, rồi cầu con cái. Già thì các cụ mình cầu gì thôi, cầu cũng cầu cho gì, âm siêu dương thái, quốc thái dân an, và cầu cho con cái được ngoan ngoãn học giỏi, có công ăn việc làm, gia đình hạnh phúc. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất với bản thân chúng ta là phải cầu làm sao đó để sau khi xả bỏ báo thân, chúng ta không bị đọa lạc trong ba đường ác, thậm chí là không trở lại trong cõi người khổ đau này nữa, mà chúng ta gì, trong lục đạo, trong lục niệm mà Đức Phật dạy ở trong kinh Nikaya, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên. Cái chúng ta đọc ở trong cái bài khai thị xem, niệm Thiên đây là chuẩn đấy nhá, không phải niệm Thiện đâu. Trong kinh Nikaya chuẩn là niệm Thiên. Niệm Thiên tức là gì? Là niệm trời, niệm tức là nhớ và nghĩ. Nghĩ về gì? Nghĩ về cái cảnh giới an vui, hạnh phúc, thọ mạng lâu dài ở trên các cõi trời, để mà gì? Mà cầu sinh về đó. Cái Phật Pháp sơ khai trong khoảng thời gian đầu Đức Phật thuyết kinh thì Đức Phật gì? Chưa thuyết về thế giới Tây Phương Cực Lạc, chưa nói về cảnh giới thanh tịnh của mười phương chư Phật, mà Ngài nói về cái cảnh giới ở gần với cõi cuộc sống chúng ta này. Đó là gì? Con người Ấn Độ lúc đó cũng giống như con người Việt Nam chúng ta bây giờ thôi. Họ cũng gì? Tôn trọng các vị thần ở trên cõi trời. Họ thờ các vị thần như là đạo Hindu và các tôn giáo. Khi Đức Phật tại thế, có 96 tôn giáo hoạt động ở Ấn Độ.
đấy là 96 tôn giáo chính thức ấy. Còn ngoài ra những các tôn giáo nặc danh và những tôn giáo mà giả dạng mới thành lập nhỏ nhỏ là không tính, rất nhiều. Còn những tôn giáo được các quốc gia công nhận chính thức là 96 tôn giáo. Cả đạo Phật sau này khi Đức Phật thành đạo được công nhận nữa là 97 tôn giáo. Ngoài đạo Phật ra còn có 96 tôn giáo được công nhận và hoạt động song song với Phật giáo thời Đức Phật còn tại thế. Mà 96 tôn giáo đó, tôn giáo nào gì cũng hướng con người ta sau khi mất đi được sinh lên trời. Cho nên Đức Phật mới dạy các đệ tử tại gia của mình lúc đó là gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên. Tức là niệm về nhớ nghĩ cái cuộc sống sung túc, thọ mạng, lâu dài ở trên cõi trời. Như trong kinh nói là cõi trời Tứ Thiên Vương là cõi trời gần nhất với thế giới chúng ta này. Tuổi thọ 500 năm, một ngày một đêm bằng gì? Bằng 50 năm ở thế giới Sa Bà này, bằng trái đất chúng ta này. Tuổi thọ cõi trời thứ hai đó, cõi trời Đau Lợi, tuổi thọ 1.000 năm. Một ngày một đêm bằng gì? Bằng 100 năm ở thế giới chúng ta này. Cứ thế mà nhân lên cho đến cõi phi tưởng xứ là cõi trời cao nhất trong gì? Trong ba cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ là cõi trời thọ mạng đến từ 80 vạn đại kiếp. Mà một đại kiếp á thì nhiều lắm các quý vị. Trong kinh Phật nói là có một ví như có một con quản đá to bằng con trâu, một viên thiên thạch to bằng con trâu cứng chắc. Như vậy mà 100 năm có một con chim bay ở trên trời xuống đậu trên hòn đá đó, quệt mỏ qua quệt mỏ lại và bay đi. Và 100 năm sau lại bay về, cứ như thế quệt mỏ qua quệt mỏ lại bay đi. Bao giờ hòn đá nó mòn không còn một chút nào nữa, đó mới tính là thời gian một gì? Một kiếp ở trong đạo Phật. Và nhưng mà tuổi thọ của quái trời phi tưởng, phi tưởng xứ là thọ 80 vạn đại kiếp như thế. Đó là quái trời thọ cao nhất ở trong Tam Thiên Đại Thiên quốc độ của Đức Thích Ca Mâu Ni giáo hóa này. Nhưng trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta giới thiệu thọ mạng của quái trời phi tưởng phi tưởng xứ 80 vạn đại kiếp đó so với các bậc gì thường thiện nhân được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, giống như tuổi thọ của một con phù du đối với con người ở thế giới Sa Bà chúng ta vậy. Và Đức Phật nói thì thọ mạng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là gì? Là vô lượng vô biên, tức là không thể tính đếm hết được. Tuổi thọ bằng tuổi thọ của Phật A Di Đà. Phật thọ bao nhiêu thì chúng ta cũng thọ bấy nhiêu, gọi là vô lượng thọ, vô lượng Như Lai. Phật có bao nhiêu công đức thì chúng ta thì cũng có bấy nhiêu công đức, gọi là vô lượng công đức Phật, vân vân đó. Cho nên ở đây niệm thiên để làm gì? Để hướng đến cái tốt đẹp chân thiện mỹ hơn. Nhưng bây giờ sau khi này Đức Phật đã dạy chúng ta vượt trên cái niệm thiên đó là gì? Đó là niệm Phật, đó là niệm A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật đều được cả, để phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chọn một cái quốc độ là gì? Vĩnh cửu, một cái cõi nước là không có cảnh sinh già bệnh chết, không có cảnh là thành trụ hoại không như thế giới Sa Bà chúng ta này. Đó gọi là niệm quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không. Thế nào là tứ đại khổ không? Tứ đại á, Đức Phật nói con người chúng ta là do gì? Do bốn đại địa thủy hỏa phong, bốn cái tính chất này. Địa thuộc về rắn, chất rắn. Chất rắn là gì? Là xương, lông, tóc, móng, tức là móng chân, móng tay này, xương của mình này, tóc này, lông của mình này, nó thuộc về gì? Thuộc về địa đại. Thủy thuộc về gì? Thuộc về máu. Máu mủ đờm dãi ở trong cơ thể của chúng ta nó thuộc về gì? Thuộc về thủy đại. Hơi ấm, thân nhiệt ở trong cơ thể chúng ta phải có hơi ấm thì mới sống được, còn lạnh ngắt chết thì chúng ta thấy là lạnh như gì ạ? Lạnh như thây gì? Như thây ma. Chúng ta thấy người chết thì thường là gì ạ? Lạnh lẽo, lạnh ngắt đi. Cho nên người còn sống thì sẽ có thân nhiệt và có hơi ấm. Cho nên đó gọi là gì? Hỏa đại. Hơi thở sống mà gì? Lấy cái băng dính chịt cả miệng và bịt cả miệng, bịt cả mũi lại thì có sống được nữa không? Sống được một tiếng đồng hồ nữa không các cụ? Sống được không? Các Phật tử không sống được, cho nên phải nhờ vào phong đại, phải hơi thở ra, hít vào thở ra, đó gọi là phong đại. Do bốn cái yếu tố này mà gì? Mà chúng ta tồn tại được. Cho nên Đức Phật nói bốn đại thì khổ không. Vì sao Phật lại dạy bốn đại đó khổ không? Vì năm ấm tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó. Năm ấm đó mà không hòa hợp, nó sinh bệnh ra thì
Có vui không? Sinh bệnh ra các cụ có đến ngồi đây được không? Không đến ngồi đây được. Mà có đến đây rồi thì cũng không ngồi đây được suốt cả buổi, mà tìm cách để chạy sớm, hoặc đi ra ngoài gốc cây, hoặc về phòng mà nằm ngủ thôi. Đó gọi là bốn đại thì khổ không? Bản chất của nó là khổ, không có sướng gì đâu. Mà sau khi mất đi á, thì bốn đại lại trở về cho bốn đại. Xương, lông, tóc, móng của chúng ta lại trở về đất. Một thời gian sau nó hòa vào đất và cũng tan biến thành gì? Thành đất. Máu mủ đờm dãi trong thân thể của chúng ta rồi cũng gì? Cũng trả lại cho gì? Đi trôi hòa chung vào trong dòng nước ở trong gì? Trong mấy mét đất, sâu ở dưới mét hơn mét đất vậy. Hòa chung vào đấy là địa thì trả về địa, thủy thì trả cho thủy. Hỏa thì gì? Chết đi một cái rồi lạnh ngắt ra rồi thì lại trả lại cho hỏa. Còn hơi thở, ngừng thở không được nữa thì phong lại trả lại cho phong. Cho nên gọi là gì? Gọi là không có chủ, không có chủ thể. Chúng ta không tự làm chủ được nó, mà nó gì? Nó tác động qua chúng ta. Duyên còn thì tụ, mà duyên hết thì tán, tức là nó đi vậy. Mong muốn mà chúng ta chẳng giữ được nó vậy. Đó gọi là ngũ ấm tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Đó, trong cái bài đó. Sau này, sau 3 năm giảng Kinh Địa Tạng, tức là còn năm 2016 và 2017, đến năm 2018 thì chúng ta sẽ học Kinh Phổ Môn này 1 năm và Thọ Trì Kinh này 1 năm. Và tôi sẽ giảng về nó, đặc biệt là các bài khai thị, nhiều những ý nghĩa, những giáo lý thâm sâu ở trong đó các quý vị, mà chúng ta phải được nghe giảng mới hiểu được. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.